Chào các bạn, hôm nay các bạn cùng mình sửa cái quạt điều khiển từ xa bằng remote nha. Mình cắm điện vào thì mình bật lên số 1, 2, 3 vẫn báo bình thường nhưng quạt không quay nha các bạn. Mình bật nút đảo qua đảo lại thì vẫn bình thường, vậy chứng tỏ là phần điện bình thường. Và mình đoán là hư phần cơ nha các bạn. Nào, bây giờ chúng ta cùng mở quạt ra nhé các bạn. Rồi, bây giờ mình quặn cái nút để gỡ cái cánh quạt ra. Cái nút này nó ngược răng nha các bạn. Rồi, mở luôn cái vòng trong để lấy cái lưới ra nha các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ mở cái phần dưới của cái cánh quạt ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã mở cái nắp lưng của cái quạt ra rồi nha các bạn. Cái quạt điều khiển từ xa thì nó có cái phần mạch điện để điều khiển nha các bạn. Mà hồi nãy mình bấm thì các chức năng vẫn bình thường, chứng tỏ là cái mạch điện này vẫn bình thường và tốt. Và chút nữa mình sẽ lấy đồng hồ mình đo mấy cái dây này lên trên cái đầu cuộn dây đồng đó các bạn. Bây giờ mình quay thử cây cốt thì nó rất là nặng nha các bạn. Là nó bị khô dầu nữa. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu lấy đồng hồ và mình đo kiểm tra thử nha các bạn. Cái cuộn dây đồng nó thì cũng giống như cái cuộn dây đồng của máy quạt thường thôi nha các bạn. Nhưng mà nó chỉ khác là nó điều khiển bằng cái nút cơ và một cái điều khiển bằng điện tử bán dẫn thôi nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ đo mấy cái cuộn dây của cái quạt nha các bạn. Nó cũng có cuộn dây số, cuộn dây khởi động, cuộn dây làm việc nha các bạn. Nhưng mà cái này, cái cuộn dây khởi động thì nó nằm ở trên cái tủ, nó đặt ở trên cái đầu quạt á. Thì mình đo là mình thấy là cuộn dây đồng nó đã bị đứt rồi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ mở cái đầu ra. À, các bạn mở luôn cái con ốc này ở dưới đít các bạn, nó là con ốc để cái quạt đảo qua đảo lại á, mình mở ra luôn nha.
Rồi, bây giờ các bạn sẽ rút nhẹ nhẹ nó ra thôi nha các bạn. Đây, cái cốt này nó bị khô rồi nè các bạn thấy không? Đó, nó khô dầu, khô queo luôn rồi đó. Tí nữa mình sẽ rửa cái cốt rồi mình cho dầu vào nha các bạn. Bây giờ thì mình rút cái cốt nó ra ngoài luôn để mình tiện làm. À, có mấy cọng dây rút mà nó cố định cái đầu dây điện nối vô cái cục chế đồng các bạn, nó bị mục, nó đứt ra rồi. Thành ra các bạn phải cẩn thận, nhẹ nhẹ để nó bị đứt ra đó. Và đây là cái cầu chì các bạn, có cái cầu chì màu đen đó nha các bạn. Bây giờ mình phải cạo cái cầu chì, cái chân cầu chì đó ra, rồi mình đo thử xem coi cái cầu chì này nó còn hay nó đứt nha các bạn. Mình nghĩ là do cái quạt nó bị khô dầu nên nó đứng nó quay không nổi á các bạn, nên nó bị đứt cầu chì. Nên hồi nãy mình đo là cái cuộn dây làm việc á nó không có lên. Bây giờ mình chấm hai cái chân của cái cầu chì cho nó ăn chì, rồi mình đo thử xem nó có đứt cầu chì hay không nha các bạn. Rồi bây giờ mình dùng đồng hồ mình đo thử xem. Rồi không lên các bạn, vậy là cầu chì đã bị đứt rồi. Nếu các bạn có cầu chì thì các bạn thay vào, còn nếu không có các bạn có thể lấy cọng dây đồng nhỏ xíu mình hàn qua luôn cũng được các bạn. Và bây giờ mình sẽ lấy cọng dây đồng nhỏ mình hàn qua, tại vì mình không có cầu chì này. Rồi bắt đầu hàn vào thử nha các bạn. Cắt cái cọng dây còn dư đi cho nó gọn. Rồi bây giờ mình lấy đồng hồ mình đo lại xem nó có thông mạch chưa nha các bạn. Rồi kim đã lên và cầu chì đã được nối rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy mấy sợi dây rút đó các bạn, mình sẽ cố định cái đầu dây điện áp sát vô cuộn dây đồng, rồi mình lấy mấy sợi dây rút mình rút nó siết cứng nó lại. Các bạn phải nhẹ nhàng nha, chứ nếu mạnh là nó đứt dây đồng là nối rất là cực. Đó, khi mình đã cố định cái đầu nó vào cái cuộn dây đồng rồi đó, mình sẽ luồn cái dây rút vào. Xiết nó lên cho nó cứng. Này mình có đụng vào miếng dầu nên nó trơn nha các bạn, phải dùng cái kìm mình rút thì nó chặt hơn. Lấy thêm một dây làm tiếp nữa các bạn, chứ một dây thì nó cũng chưa có chắc. Nếu các bạn không có dây rút thì có thể các bạn lấy cọng dây điện nhỏ mà có cắp điện nữa nha các bạn, thì các bạn cột cũng được. Nó có xài hai sợi dây rút thôi, nhưng mà mình gắn thêm một sợi nữa là ba sợi cho nó chắc hơn. Các
cứ từ từ nhẹ nhàng cột thôi nha các bạn, tại vì cái phần này nó cũng rất là quan trọng, nếu sơ sức là phải thay cục dây đồng khác hoặc phải nối dây lại cực hơn. Dây rút chặt rồi đó các bạn. Bây giờ mình lấy kéo mình cắt mấy cái đầu dư của nó bỏ đi. Rồi phần cuộn dây đồng mình coi như đã hoàn thiện rồi đó các bạn. Nhìn cũng rất là đẹp. Cái cốt này các bạn rửa sạch rồi các bạn cho dầu vào nha. Sẵn tiện đây mình thấy cái cổ của nó có một cái đường nứt các bạn. Nứt cái cổ nó bằng nhựa đó. Mình sẽ lấy miếng keo dán sắt mình chấm cho nó, cho keo nó lọt vô cái đường nứt rồi mình bóp lại cho nó cứng. Vì cái cổ nếu mình không làm thì nó sẽ lúc lắc các bạn, nó sẽ gãy. Và xong mình chét keo xong thì các bạn lấy miếng thiết á hay miếng tôn á, các bạn cắt một miếng rồi các bạn bẻ hai cái đầu cong lại, rồi các bạn dùng cái mỏ hàn á chấm lên cái miếng thiết đó để cho nó nóng rồi cho nó lúng vô trong mũ á đó, để rồi nó mới giữ cái đường nứt đó là được đó. Các bạn dùng mỏ hàn các bạn ấn vào cho nó nóng, cái miếng thiết nóng nó sẽ lúng vô mũ, rồi các bạn chấm thêm chì vào mỏ hàn để cho nó nóng hơn, nó nhanh hơn. Cái này là tình cờ mình thấy nó nứt cái cổ này mình làm luôn đó nha các bạn, chứ không lẽ giờ phải thay nguyên cái cổ khác. Rồi mình sẽ làm hai miếng, trên một miếng và mé dưới này một miếng. Các bạn làm như vậy nó cũng rất là cứng. Thêm chì vào cho nó nóng các bạn, thì mình cái thời gian nó lúng vô nhanh hơn. Khi mình ấn vô nó lúng vô thì cái mũ mấy cái cạnh nó sẽ trồi lên các bạn, mình sẽ lấy dao mình gọt đi cho nó đẹp hơn. Để cho nó chắc hơn thì mình sau khi mình gọt xong các bạn, mình lấy miếng keo mình chấm lại thêm một tí để cho miếng keo này nó lọt cho cái miếng thiết với lại cái nhựa đó chắc hơn. Rồi, cái phần cổ đó bị nứt đó mình đã làm xong, cũng rất là nhanh các bạn thấy không, rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình ráp vào nha các bạn. Các bạn nhớ là phải lau rửa sạch cái cốt và cho dầu mỡ vào nha. Cái này nó ráp kìa, đường này nó hơi khó. Chắc mình phải rút ra mình ráp cái trục vô trước rồi mình mới ập cái nắp mình trước vô nó dễ hơn các bạn. Bây giờ mình thả cái cốt mình vô trước.
tiếp theo mình sẽ ốp cái nắp ngoài vô. Rồi mình sẽ bỏ 4 con ốc vào, quặn xiết nó lại. Bây giờ mình quặn nó lại nha các bạn. Các bạn đừng có quặn chặt nha, quặn vừa tới thôi. Thì vì nó còn chưa có ngay, cái cốt nó còn cứng đó, mình phải lấy một cái gì mình khỏ cho nó ra, cho nó lỏng cái cốt, nó quay nhẹ rồi mình mới siết chặt được nha các bạn. Dùng cái kìm hay cái búa cũng được, mình khỏ nhẹ nhẹ cho nó đều, xong rồi mình quay thật cái cốt nó nhẹ rồi mình mới siết chặt lại. Cái cốt nó nhẹ lắm rồi các bạn, quay rất nhẹ. Rồi bây giờ mình sẽ siết chặt nó lại luôn nha các bạn. Bây giờ mình gắn vào trong cái cổ. Tại vì này cái cổ nó bị nứt á, mình mới tháo cái này ra mình làm nha các bạn. Còn nếu cái cổ nó còn bình thường thì mình khỏi tháo cái chỗ cổ này. Và các bạn siết một con ốc ngay cổ này lại để giữ cho cái cổ không có bị sụt lên sụt xuống nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ bắt lại cái cây để nó đảo qua đảo lại. Rồi, con quạt của mình coi như là đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình cắm điện vào thử nha các bạn. Rồi, mình sẽ dùng cái móc đó mình bấm xem nó thế nào nha các bạn. Rồi quay rồi các bạn, thế là đã thành công rồi đó các bạn. Như vậy là mình đã sửa thành công cái quạt rồi đó các bạn. Bây giờ mình ráp vào nha các bạn. Không tốn thời gian, mình ráp vào rồi mình thử lại cho các bạn xem nha. Và đây mình đã ráp lại hoàn chỉnh rồi đó các bạn. Bây giờ mình thử lại một lần nữa nha các bạn. Rồi mình cắm điện vào, mình bấm thử xem nha các bạn. Rồi, quạt đã quay rồi các bạn. Ok.
quay cũng mạnh lắm các bạn. Nói chung là cũng y như lúc ban đầu á, thì mình mới cho dầu mỡ vào chắc nó cũng nhẹ nên nó quay rất là mạnh. Như vậy là mình đã sửa xong cái quạt rồi đó các bạn. Rất đơn giản phải không các bạn? Mình nghĩ ở nhà các bạn cũng có thể tự làm được. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công nha. Chào các bạn.